Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Sáu vì báo cáo việc làm khả quan của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất để chống lại lạm phát. Ở trong nước, phản ứng với mức giảm của thị trường thế giới, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán. Hiện, giá vàng miếng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán quanh mức 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 niêm yết hai chiều mua bán ở mức cao nhất tại 52 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 53 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 67 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá giao dịch thấp hơn so với tại Thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua niêm yết tại mức 66 triệu 250 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji cũng đứng tại mức 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 350 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn khi niêm yết ở chiều mua 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG cũng đứng tại mức 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 320 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua giao dịch tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 274 nghìn đồng một lượng đến 52 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22 triệu 274 nghìn đồng một lượng đến 53 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng đã sụt giảm khi báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 7 có nhiều tín hiệu triển vọng, đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục diều hâu trong vấn đề lãi suất vì họ tin rằng chiến lược vạch ra là đúng. Chiến lược gia trưởng ông Bob Milek của ngân hàng TD Security phát biểu trên kênh CNBC rằng giá vàng gần đây đã tăng do nhiều nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ dịch chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng. Nhưng số liệu việc làm cho thấy
nền kinh tế của Mỹ vẫn mạnh và điều này có thể sẽ thúc đẩy Fed thậm chí trở nên cứng rắn hơn. Đây không phải là một câu chuyện tốt đối với vàng. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, khu vực nông nghiệp của nước này có thêm 528.000 việc làm mới trong tháng 7, vượt xa mức dự báo 250.000 việc làm mới mà cuộc khảo sát chuyên gia của Dow Jones đã đưa ra trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm về mức 3,5%, thấp hơn mức dự báo trước đó là 3,6%. Tăng trưởng tiền lương cũng đã tăng cao hơn dự báo, với mức tăng 0,5% trong tháng và 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần đây, giá vàng đã có những phiên tăng mạnh, đạt đỉnh một tháng trong phiên ngày hôm thứ Năm, nhờ sự hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ giãn tiến độ lãi suất và nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Cả tuần này, giá vàng thế giới chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,5%. Giờ đây, số liệu tốt về thị trường việc làm có vẻ phản ánh rằng nền kinh tế của Mỹ hiện không suy thoái và cũng được xem là dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục là một vấn đề của nền kinh tế Mỹ. Trong bối cảnh đó, Fed sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát. Vì thế, hai yếu tố hỗ trợ quan trọng thời gian qua của vàng đã bị suy yếu. Ngoài ra, giá vàng còn đương đầu với áp lực giảm khi lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la cùng tăng trở lại sau báo cáo việc làm. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng gần 0,9%, chốt toàn ở mức 106,6 điểm. Chỉ số này đã tăng hơn 0,6% trong tuần, nhưng giảm 0,4% trong vòng một tháng trở lại đây. Bức tranh việc làm cải thiện mang lại cho Fed dư địa lớn hơn để tăng lãi suất mà không đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái, và giá vàng có thể khó vượt qua mốc 1.800 đô la Mỹ một ao. Trước đó, Chủ tịch Fed ông Powell nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát trở lại mục tiêu 2% và không loại trừ khả năng có một đợt tăng lãi suất bất thường vào kỳ điều chỉnh tiếp theo. Người đứng đầu Fed cũng đề cập đến rủi ro khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đi quá xa trong việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng rủi ro lớn hơn là không khôi phục được sự ổn định giá cả, trong khi tình hình tài chính của các hộ gia đình và doanh nghiệp đang vững chắc, và nhìn chung, nền kinh tế của Mỹ có thể chịu đựng được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Còn ở tại thị trường trong nước, so với sáng Chủ nhật tuần trước, giá vàng miếng hiện đã tăng 200.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng giằng co mạnh trong tuần này, có nhiều thời điểm không bám sát với giá vàng quốc tế. Chênh lệch giá giữa mua bán vàng miếng vẫn đang rộng, phổ biến ở quanh mức 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới hiện đang tương đương khoảng 51.500.000 đồng một lượng nếu như quy đổi theo tỷ giá đồng đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Sacombank. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15.800.000 đồng một lượng và giá vàng nhẫn bố số 9 đang cao hơn 1.940.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.